Xin chào các bác đang xem kênh Hải Phong RV. Hôm nay thì vẫn là trong chương trình giảm giá ngày 10 tháng 10 và em sẽ cập nhật cho các bác những cái mẫu TV giá cực kỳ rẻ từ size 43, 50, 55, 65 inch để các bác tham khảo mua hàng. Bác nào mà muốn mua hàng bên em hay muốn bên em tư vấn trực tiếp cho các bác có thể gọi về số tổng đài đó là 0974178586 hoặc vào website để tham khảo giá đó là eco.vn. Bác nào yêu quý em cũng đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh của em. Sau đây thì em sẽ bắt đầu vào video để cập nhật những cái mẫu TV có giảm giá, giá tốt trong ngày hôm nay. Vẫn nối tiếp cái chương trình ngày mùng 10 tháng 10 thì trong ngày hôm nay bên em có giảm giá cho dòng TV của LG, của TCL và dòng TV của Sharp giá thành cực kỳ tốt. Mẫu đầu tiên em sẽ đi từ dòng TV của LG trước. LG thì trong ngày hôm nay có giảm giá cho hai cái mẫu TV 43 inch 43RM5750 của LG và 43UP750. Đây là hai mẫu TV của LG có giảm giá trong ngày hôm nay để các bác tham khảo mua hàng. Mẫu đầu tiên là mẫu 43RM5750 của LG. Đây, em sẽ quay cho các bác. Dòng LG thì xuất xứ tại Indonesia, hàng mới và hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Mẫu 43RM5750 thì công suất thanh định có 80W thôi. Thiết kế viền dày chân đế để hai bên. Sử dụng hệ điều hành là webOS. Mẫu này thì có màn hình độ phân giải Full HD, có kết nối Wi-Fi vào YouTube bắt mạng bình thường. Đây là cái giao diện của TV này. Giao diện của webOS mẫu này thì là mẫu đời thấp và màn hình chỉ có Full HD thôi. Về mức giá thì trong ngày hôm nay giảm thêm là 200.000. Giá thành cuối trừ hết quà sẽ còn là 5.670.000. Bảo hành 2 năm. Dòng TV của LG mẫu 43 inch. Mẫu thứ hai sẽ là mẫu 43UP7550. Mẫu này thì có màn hình độ phân giải 4K này. Dòng UP thì nó ra mắt trong năm 2021 và hiện tại thì vẫn có hàng mới nguyên hộp tiếp tục bán trong năm nay. 43UP7550. Công suất thanh định của mẫu này thì rơi vào là 110W. Cũng là hàng nhập khẩu tại Indonesia, hàng nhập khẩu chính hãng. Giao diện thì giao diện mới, webOS mới, giao diện đẹp hơn so với cả mẫu này. Màn hình 4K, tần số quét 60, công nghệ nét nền Direct và tấm nền IPS. Có đầy đủ tính năng tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển chuột bay Magic Remote. Dòng UP7550 là có điều khiển chuột bay rồi, còn cái mẫu 43RM này thì sẽ không có điều khiển chuột bay. Mẫu bên này thì sẽ có này. Mẫu 43UP7550 thì trong ngày hôm nay cũng có giảm giá thêm và giá thành bán trừ hết quà của mẫu này sẽ còn là 6.840.000. 6840, bảo hành là 2 năm, chính hãng tại nhà và hỗ trợ 1-1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Đây là mẫu 43 inch, màn hình 4K của LG. Có đầy đủ tính năng, tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt. Thiết kế cũng là viền bằng nhựa và viền dày, chân đế để hai bên. Mẫu LG thì trong ngày hôm nay có hai mẫu 43 inch được giảm giá. Qua dòng LG thì em đã chuyển sang dòng TV của TCL. TCL thì trong ngày hôm nay bên em có giảm giá cho mẫu 43, 50, 55, 65 inch của TCL. Model dòng sản phẩm sẽ là P745. Mẫu 43 P745 của TCL. Đây là mẫu mới trong năm 2023 của TCL, ra mắt mới, dòng P745. Thiết kế viền mỏng, viền bằng kim loại, chân đế để hai bên. Dòng P745 này thì có màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét nền Direct và tấm nền VA. Âm thanh thì có tổng công suất là 20W, có cũng kết nối Wi-Fi, Bluetooth đầy đủ này, có cả tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt này. Mẫu P745. Và có cả điều khiển giọng nói dành tay cô nhé. Dòng P745 đã có điều khiển giọng nói dành tay rồi.
43 inch của TCL, mẫu mới 2023, thiết kế đẹp, viền TV bằng kim loại, rất là đẹp. Về mức giá thì chắc chắn là dòng TV của TCL thì giá thành rất là tốt. Dòng 43 inch này thì hiện tại đang bán giá thành mới nhất, trừ hết quà, sẽ còn là 6.840.000, 6840 cho mẫu 43P745. Nếu như so sánh dòng 43 inch này với cả mẫu 43 inch của LG bên kia thì hình ảnh trên hai dòng TV, mẫu này thì em thấy nó đẹp hơn, màn hình sáng hơn, độ sáng cao hơn, độ tương phản cao hơn. Hình ảnh rất là đẹp, sử dụng Google TV có cả tìm kiếm giọng nói dành tay. Đầy đủ tính năng, màn hình đẹp, độ sáng cao, giá thành thì nó tương đương, giá thành xấp xỉ tương đương, 6.870.000. Đây, hàng của TCL thì hàng xuất xứ tại Việt Nam. Công suất danh định của mẫu này thì rơi vào 90W. Anh các bác chờ một chút, em sẽ lấy cái điều khiển. Đây là giao diện của TV này. Giao diện Google TV, đầy đủ tính năng, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt. Đây. Qua dòng 43 inch của TCL thì em sẽ chuyển sang mẫu màn hình to hơn, size 50 inch. 50 inch của TCL, 50P745, đời 2023 của TCL, mẫu ra mắt trong năm 2023, mẫu mới, thiết kế viền mỏng, viền bằng kim loại. Về cấu hình TV thì hoàn toàn giống với cả mẫu 43 inch kia, nhưng mà size màn hình 50 inch thì nó rộng hơn. 50 inch thì màn hình độ rộng là rơi vào 1m12, viền rất là mỏng, viền bằng kim loại, các bác nhìn này. Thiết kế nhìn mặt trước rất là đẹp, sang, chân đế thì để hai bên. 50P745 thì công suất danh định rơi vào là 110W. Hàng sản xuất tại Việt Nam, bảo hành 2 năm chính hãng tại nhà. Hàng mới trong năm 2023, vì vậy mà hàng sẽ hàng mới nguyên hộp. Các bác yên tâm là sẽ không có hàng cũ, hàng trưng bày, hàng trôi bảo hành, đều không có, và bên em chỉ bán hàng mới nguyên hộp thôi. Có như thế nào thì bên em sẽ báo các bác như vậy. Về giá thành thì trong ngày hôm nay giảm giá cho mẫu 50 này thì rơi vào 300.000. Giá thành mới nhất, trừ hết quà của mẫu 50 P745 này thì hiện tại sẽ còn là 7.710.000. 7.710.000. Giá thành cũ của nó rơi vào là hơn 8 triệu, nhưng mà giá mới nhất trừ hết quà chỉ còn là 7.710.000 thôi. Giảm 300.000 trong ngày hôm nay để các bác tham khảo mua. Màn hình thì vẫn là màn hình độ phân giải 4K, tần số quét 60, công nghệ nét nền Direct và tấm nền VA. Âm thanh thì tổng công suất 20W. Có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển giọng nói dành tay. Màn hình 50. Tiếp theo, qua dòng 50 thì chuyển đến dòng 55. 55 inch thì cũng giảm giá cho mẫu 55P745 đời 2023 của TCL. Trong ngày hôm nay thì dòng P745 giảm giá từ size 43 cho đến 65 inch. Bác nào mà muốn tìm dòng TV giá rẻ mà đầy đủ tính năng, màn hình đẹp, các bác có thể tham khảo mẫu này. Dòng 65 inch của xin lỗi các bác, dòng 55 inch, 55P745 em đang quay cho các bác ở trên màn hình đây. Mẫu này thì trong ngày hôm nay giảm giá tới 600.000. Màn hình 55 inch thì độ rộng là rơi vào 1m24. Thiết kế thì cũng giống như mẫu 43 và 50 thôi, thiết kế viền bằng kim loại, viền rất là mỏng. Đây các bác có thể nhìn này, em zoom sát vào đây. Nhìn TV thiết kế viền bằng kim loại thì nó sẽ sang hơn nhiều so với cả viền nhựa và chắc chắn hơn. Công suất danh định của mẫu này thì rơi vào 125W, hàng sản xuất tại Việt Nam. TV của TCL thì đều là sản xuất tại Việt Nam. Đầy đủ tính năng. Ok Google. Mở YouTube. Đấy các bác có thấy không ạ? Em đã điều khiển TV sử dụng câu lệnh OK Google thì có thể thao tác trực tiếp với TV. Các bác có thể sử dụng câu lệnh để thao tác trực tiếp với TV, không cần qua điều khiển nữa. OK Google, thời tiết hôm nay thế nào? Đấy,
Mặc dù là dòng TV giá rẻ của TCL nhưng mà là mẫu mới và sử dụng hệ điều hành là Google TV, và nó có thêm cả mic thu âm, vì vậy mà nó hoàn toàn có thêm chức năng là tìm kiếm giọng nói thành tay. Các bác thao tác thì rất là mượt. Cái chức năng này thì nó sẽ phụ thuộc nhiều vào cái đường truyền mạng các bác nhé. Các bác để ý cho em, rất là nhiều bác sử dụng TV, không chỉ dòng TV của TCL, kể cả dòng TV cao cấp của Sony, thì khi mà sử dụng cái tính năng OK Google này thì các bác, nhiều bác không sử dụng được. Thì nó sẽ phụ thuộc vào, một là đường truyền mạng, hai là vào cái giọng nói của các bác. Này thì mình cũng không phải là do lỗi của TV mà do cái cấu hình rồi cái thiết kế cài đặt TV nó như vậy rồi. Về mức giá của TV thì mẫu 55P745 trong ngày hôm nay giảm giá tới 600.000, giảm giá tương đối là nhiều. Và giá bán của mẫu này hiện tại mà trừ hết quà bên em sẽ còn là 8.630.000 cho mẫu 55P745 của TCL. Giảm giá cực kỳ nhiều. Ở qua dòng 55 thì em đã tiếp tục chuyển sang dòng 65 inch. 65 inch của TCL, mẫu 65P745. Đây, bên này cái mic đã nói rồi này. Lúc nãy em thao tác cái OK Google bên kia thì mẫu bên này cũng đã nhận rồi này. Các bác để ý không ạ? Nó sẽ có cái 3, cái 4 cái chấm này. Hiện tại là đang nhận cái tìm kiếm giọng nói rảnh tay. Thì thực tế cái mic của TV rất là nhạy. Các bác đứng xa khoảng cách tầm 2m, 3m các bác nói vẫn bình thường, nếu như ở nhà các bác. Còn ở đây thì không gian nó rộng hơn, vì vậy mà em phải đứng khoảng cách nó gần hơn một chút. Còn ở nhà các bác thì hoàn toàn các bác có thể đứng cách xa, các bác nói vẫn nhận bình thường. Mẫu 65P745 thì trong ngày hôm nay bên em giảm giá thêm là 400.000. Thiết kế thì hoàn toàn giống nhau. Một dòng TV của TCL thiết kế đều giống nhau. Về cái công suất danh định của mẫu này thì nó rơi vào là 145W. 145. Đây, các bác chờ một chút em sẽ thoát ra cái màn hình này. Màn hình chính của TV, giao diện Google TV có đầy đủ tính năng, ứng dụng này, thao tác rất là mượt. Mặc dù TV giá tốt, giá rẻ nhưng mà thao tác các bác để ý đây, chuyển qua chuyển lại các cái ứng dụng thì rất là mượt, không bị đơ, không bị giật. Về giá thành của TV thì hiện tại trừ thêm 400, và cái mức giá bán mà trừ hết quà của mẫu 65P745 đang bán giá thành mới nhất sẽ còn là 11.480.000 các bác nhá. 11.480 cho mẫu 65P745 đời 2023 của TCL, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà và hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu như sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất. Các bác nào mà muốn tìm dòng 65 inch giá rẻ, màn hình đẹp, đầy đủ tính năng, các bác có thể tìm mẫu này 65P745. Tiếp tục dòng TV giá tốt nữa thì mẫu P745 của TCL đó thì cũng sẽ có cả dòng 75 inch. Đây các bác nhá, 75 inch này. Mẫu 75 inch thì trong ngày hôm nay bên em giảm giá là 1.000.000. Đây, ở chỗ này thì nó sẽ rộng hơn và quay nó dễ hơn này, các bác để ý này. Cái viền TV rất là mỏng. Đây là cái TV mới, vì vậy mà trên cái viền nó đang có cái túi bóng. Các bác để ý nó sẽ khó nhìn hơn. Nhưng mà các bác nhìn ở bên góc này. Đây. Viền TV rất là mỏng, viền bằng kim loại. Đây là thiết kế mặt sau, toàn bộ mặt sau của TV. Các cái cổng kết nối của mẫu P745. Cổng đây thì các bác có thể nhìn thấy ngay một cổng USB này. Một cổng mạng này. Đây là hai cổng HDMI này. Một cổng anten, cổng optical ra âm thanh. Cổng HDMI, cổng USB 3.0. Một cổng video in và một cổng tai nghe cuối cùng. Thì cổng kết nối rất là đầy đủ.
mẫu 75P645 thì cái công suất danh định của TV nó rơi vào 250W. Với cái mức size 75 inch thì cái công suất danh định này cũng tương đối là ít và coi như là tiết kiệm điện đấy các bác ạ. Vì màn hình 75 inch, màn hình to, độ phân giải 4K, tần số quét 60, công nghệ nét nền direct và tấm nền VA, hình ảnh các bác nhìn rất là đẹp, chi tiết sắc nét. Về mức giá thì giảm giá 1 triệu đồng trong ngày hôm nay và giá thành mới nhất trừ hết quà cho mẫu 75P745 này hiện tại đang bán bên em sẽ còn 15.370.000, 15.370 cho mẫu 75 inch đời mới 2023 của TCL, bảo hành là 2 năm, màn 4K có đầy đủ tính năng, OK Google cũng sẽ có. Như vậy trong cái ngày hôm nay thì bên em giảm giá cho dòng TV của TCL từ size 43 cho đến 75 inch, giảm giá nhiều để các bác có thể mua được hàng giá tốt hơn. Và qua dòng TV của TCL thì em sẽ giới thiệu thêm cho bác một mẫu nữa của Sharp, Sharp 55 inch. Thì cái mẫu TV Sharp này thì giảm giá cực kỳ sốc bên em. Đấy là di chuyển sang bên Sharp này. Dòng TV của Sharp này thì xuất xứ tại Thái Lan, sử dụng hệ điều hành là Android 11. Giao diện thì nó không giống với cả giao diện Google TV, nhưng mà nó cũng gần như tương tự bởi vì bản chất của nó vẫn là sử dụng hệ điều hành Android. Các cái mẫu TV của TCL hay là của Sony ấy, mà giao diện Google TV thì nó chỉ là cái giao diện thôi, còn bản chất TV nó vẫn là sử dụng hệ điều hành Android và cũng sẽ giống với cả mẫu TV Sharp này, vẫn là Android 11. Màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét nền và tấm nền VA. Dòng TV Sharp này ấy, thì cái màu của TV thì cũng phải tư vấn chuẩn cho bác là cái màu TV thì nếu như so sánh sang với cả mẫu TV của TCL bên kia, so sánh với cả mẫu P745 vừa rồi thì màu sắc TV nó sẽ không đẹp bằng. Cái độ tương phản của nó sẽ không cao bằng so với cả mẫu TV của TCL vừa rồi. Nhưng mà về mức giá thì chắc chắn là các bác có thể hài lòng. Mẫu 55 inch này của Sharp, hàng xuất xứ Thái Lan. Đây em sẽ quay cái tem cho các bác trước này. 55 inch, hàng xuất xứ Thái Lan. Công suất danh định là 150W. Thiết kế viền nhựa, viền mỏng, chân đế để hai bên. Cũng có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt. Và mức giá của mẫu 55 inch này thì giảm giá xuống còn 6.990.000, tức là dưới 7 triệu đồng mẫu 55 inch, màn 4K của Sharp xuất xứ Thái Lan, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt. Giá thành thì cực kỳ rẻ, với cái mức giá này thì gần như là không có đối thủ thời điểm hiện tại. Và dòng Sharp này thì hàng đặt trước các bác nhé. Hiện tại thì bên em cũng chưa có về hàng kịp và dự kiến là trong ngày mai hoặc ngày kia là sẽ về hàng, và hàng về thì chỉ có khoảng tầm 20 chiếc thôi. Vì vậy các bác nào mà muốn mua hàng, các bác đặt trước giúp em, đặt sớm giúp em, đặt sớm thì còn, vì đặt sau thì sợ là hết hàng. Vì vậy mà nếu bác nào mà đang muốn tìm mua, các bác xem được video này, các bác nên đặt sớm. Các bác có thể gọi về số tổng đài là 0974178586, các bác đặt hàng trước thì bên em sẽ bán được cho các bác giá cực kỳ rẻ, 6.990.000 cho mẫu 55 inch, màn 4K, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, hàng của Sharp xuất xứ Thái Lan. Về màu sắc thì em cũng khẳng định lại các bác nữa là cái màu sắc trên màn hình thì nó sẽ không đẹp bằng so với cả dòng TCL vừa rồi em quay. Nhưng mà với mức giá chỉ có 7 triệu thôi, dưới 7 triệu đồng, mà màn hình 4K thì vẫn là ok rồi. Các bác nào mà xem TV bình thường, xem YouTube, xem VTV thì hoàn toàn là thoải mái, ok. Mức giá quá rẻ, độ phân giải màn hình của TV là 4K, cho nên là hình ảnh nó cũng rất là nét rồi. Với cái nhu cầu xem VTV, xem YouTube thì hoàn toàn là thoải mái đáp ứng được nhu cầu của các bác. Đây là mẫu Sharp này. Và hàng chỉ có 20 chiếc thôi các bác nhá. Các bác nào mà mua, các bác đặt sớm giúp em thì sẽ còn. Mẫu 55 inch của Sharp này thì cũng là cái mẫu cuối cùng trong video ngày hôm nay. Ngoài dòng TV mà em quay trong video thì bên em còn rất là nhiều mẫu TV khác, LG, Sony, Samsung đều có hàng.
Và bác nào mà muốn tham khảo thêm, các bác cứ để lại bình luận dưới video thì em sẽ trả lời các bác dưới phần bình luận. Video cập nhật giá đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy video hay có ích thì đừng quên em xin một đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ em ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.